kem trắng da phê pháp chữ A có tốt không là điều mà nhiều chị em khác cũng đang quan tâm giống như bạn vậy. Nhiều khi dùng đủ loại kem mà vẫn không cải thiện nên bạn có nghi ngờ kem phê pháp chữ A có tốt hay không cũng là điều dễ hiểu. Trong video này mình sẽ chỉ ra những điều mà để bạn quyết định có nên mua kem dưỡng da thần thánh này hay không nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem trắng da phê pháp, chữ A là một sản phẩm rất nổi tiếng với tác dụng làm mờ thâm, nám. Acometic phê Phaezim, với thành phần an toàn lành tính xóa nhánh nám chân sâu, tàn nhang hiệu quả. Từ đó, giúp làm mờ các vết nám hiệu quả nhanh chỉ sau vài lần sử dụng. Nếu kem này không hiệu quả thì không ai quan tâm, chứ đằng này có rất nhiều người mua và khen sản phẩm này dưỡng trắng da hồng hào rất hiệu quả. Nên có thể nói là kem trắng da phê pháp chữ A này rất hiệu quả trong việc chăm sóc da cho các chị em. Nếu không tin thì bạn có thể kiểm tra bằng cách lên mấy nhóm làm đẹp và hỏi về kem trắng da phê pháp chữ A, kiểu gì cũng có nhiều người khác vào chia sẻ thông tin cho bạn biết là nó dưỡng da tốt không và nên dùng hay không. Bên shop mình chuyên bán kem trắng da phê pháp chữ A nhiều năm nay khách hàng sử dụng sản phẩm này rất hài lòng và khách mua lại nhiều lần lắm, rồi lại còn mua giúp hoặc giới thiệu cho nhiều người khác nữa, nên có thể khẳng định là kem trắng da phê pháp chữ A rất tốt. Đặc biệt là những khách hàng xì từ spa, họ nhập hàng liên tục, biết đâu bạn đi spa thì người ta lại đang dùng chăm sóc da mặt cho bạn bằng kem này. Bạn có thể tìm thấy thông tin kem trắng da phê pháp chữ A trên khắp các diễn đàn làm đẹp. Người mua nhiều và ai cũng khen sản phẩm này nhiều lắm. Đó là những đánh giá chân thật từ những người đã dùng, nên bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kem này nhé. kem phây pháp chữ A hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem phây pháp chữ A hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.